Con đường về Sài Gòn đang rất là trong gai. Quý Chiến đang leo lên đèo, đạp hết ga hết solo, đạp hết ga hết solo. Đây rồi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Mem nữa, mem nữa là có một cái chết đau đớn rồi. Nếu mà tình huống nó mà nó diễn ra thì xí thôn nói thôi, chắc là ta thề ta không bao giờ ta lấy vợ luôn. Mém nữa, mém có tình huống luôn. Không, không được, nếu mà trúng cái đó thì cũng không được. Mình nghĩ Quý Chiến cũng không muốn điều đó xảy ra, vì dứt điểm kiểu như vậy thì nó hơi sai sai. Không, đây nè, thấy không? Bây giờ là Quý Chiến về thầy thiệt rồi. Bây giờ là Quý Chiến về thiệt rồi, anh em chuẩn bị ra Sài Gòn đón Quý Chiến về nè. Ông Sôm, ông chở Sĩ Thôn đi được nửa đường, ông hết xăng rồi. Ông xin lỗi Sĩ Thôn. Ở đó thôi, hết xăng rồi, đi xuống đi bộ đi. Chỉ còn một điểm nữa thôi, Quý Chiến sẽ lần thứ ba lên đỉnh vinh quang giải World Cup. Và Sĩ Thôn là hai lần trên sân một dòng sông. Xin chúc mừng Trang Quý Chiến, nhà vô địch World Cup Moto, quá xứng đáng cho hành trình vô địch của Trang Quý Chiến. Khá đáng tiếc cho Sĩ Thôn, ba lần liên tiếp thất bại trong trận chung kết. Vâng, hơi đáng tiếc dành cho Sĩ Thôn. Chúc mừng Trang Quý Chiến. Với bảo kiếm trên tay, Quý Chiến đã 3 lần vô địch. Ok, và xin chúc mừng Trần Quý Chiến, idol Trần Quý Chiến, một trong những niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Quý Chiến có thể nói là niềm tự hào của thể thao Việt Nam luôn, chứ không phải là riêng về Bia nha anh em. Một con người khá nhỏ bé, vang danh thế giới. Cầu thủ sẽ nhận được một cái dĩa, một dĩa này mà bỏ môi nhậu là y bài luôn, lên bia. Rồi có dĩa này mà về bỏ mồi mà trời, cái này mà quất cái dĩa bò nhúng giấm vô nữa là y bài luôn anh em. Những khoảnh khắc rất xúc động của Quý Chiến, anh đang gần như là rơi nước mắt.